vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Ngọc Hương ơi, Ngọc Hương thấy bữa nay bếp của mình trang trí đẹp không? Dạ, rất là đẹp luôn. Wow, có những cầu đối nè, có hoa mai, hoa đào nữa đó cô Thảo. Và cô nhìn thấy những cái cảnh trí trang trí này, bỗng nhiên cô nhớ đến mấy câu thơ về mùa xuân. Hay quá, vậy thì còn chờ gì nữa, cô Thảo đọc cho Ngọc Hương cũng như là quý vị khán giả nghe đi. Bây giờ Ngọc Hương nghe nha. Ngày xuân con án đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60, cỏ non xanh rợn chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Hoan hô, hay quá. Nhưng mà nhìn cô Dự Thảo trẻ như vậy mà đã ngoài 60 rồi ha. Trời ơi, Ngọc Hương chọc cô hoài nha. Thật ra là tại vì nhìn thấy không khí Tết nè, rồi đọc những câu thơ mùa xuân nè, lúc nào cô cũng có một cái cảm nhận là đất trời đang vào xuân với những cái vẻ đẹp tinh khôi và đầy sức sống. Đúng rồi đó cô Dự Thảo. Mà cô Dự Thảo cũng như là quý vị khán giả biết không, mới đây mà chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã đồng hành với quý vị khán giả trong hai mùa xuân, và chúng ta đang cùng chuẩn bị đón một mùa xuân mới. Và chắc chắn là chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của mình sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị khán giả những món ăn ngon, đặc biệt là những món cận Tết. Và cũng không quên tiêu chí là những món đó phải thật đơn giản và không mất nhiều thời gian, phải không nè? Tất nhiên rồi đó cô Dự Thảo, phải nhanh trong tích tắc nè, và phù hợp với chủ đề vui món ngon trọn ngày Tết. Và để mở đầu cho chủ đề mới cũng như là để mở đầu cho năm mới thì cô sẽ giới thiệu với quý vị khán giả một món ăn rất là ngon, và đặc biệt là món cơm tôm bí đỏ. Thực hiện món cơm tôm bí đỏ thì nguyên liệu rất đơn giản. Chúng ta sẽ chuẩn bị 2 chén cơm trắng, 200 g tôm sú bóc vỏ, 1 miếng bí đỏ, 1 ít đậu cô ve Nhật, hành lá sắc nhỏ, tỏi băm, các loại gia vị thông thường và hạt nêm aji ngon. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị phần bí đỏ. Bí đỏ mua về thì chúng ta sẽ bào bỏ cái phần vỏ nè, bỏ hết phần ruột đi. Sau đó là mình sẽ bào ra cho thật nhuyễn. Chúng ta sẽ sử dụng một cái bào. Chúng ta sẽ bào nhỏ cái phần bí đỏ ra như thế này. Thì Ngọc Hương thấy không? Những cái sợi bí đỏ ra rất là nhuyễn như thế này. Để chúng ta chiên cơm thì mới dễ và mau chín. Đậu cô ve Nhật có một cái đặc điểm là đậu rất là non và mềm. Và khi mà chúng ta sử dụng đậu cô ve Nhật này trong cái món cơm chiên á, thì sẽ làm cho món ăn chúng ta có cái độ giòn rất là ngon. Sau khi mà cắt đậu cô ve rồi thì bây giờ cô sẽ cắt đến phần tôm. Cô sẽ cắt phần tôm này hạt lựu. Cô Dự Thảo ơi, Ngọc Hương bào bí đỏ xong rồi nè cô. Cô cảm ơn Ngọc Hương, cô cũng vừa mới cắt xong phần đậu cô ve và cắt tôm xong rồi. Chúng ta bắt tay vào chiên cơm thôi. Dạ. Sau khi đặt chảo lên bếp rồi, cô cho dầu vào. Chờ dầu nóng, chúng ta phải cho tỏi hoặc là hành vào phi cho thật là thơm. Để Ngọc Hương nói coi là có đúng hay không nha. Khi mà tỏi thơm rồi, vàng rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cho tôm vào. Chính xác, vì có cái nguyên liệu tôm này là một cái nguyên liệu còn sống cho nên chúng ta sẽ cho vào trước. Tôm thật là chín rồi đó Ngọc Hương, thì khi đó mình mới tiếp tục cho đậu cô ve vào. Cơm khi mà chúng ta sử dụng để làm món cơm chiên thì quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là cơm chúng ta phải nấu cơm hơi khô một chút xíu, sau đó lấy ra để cho nguội, rồi chúng ta mới sử dụng để chiên cơm. Như vậy là nếu mà chúng ta có cơm nguội ở nhà muốn dùng lại, có thể là thay vì chúng ta hấp thì có thể là ăn mãi cũng ngán, thì chúng ta đổi qua chúng ta chiên sẽ rất là ngon. Dạ. Chúng ta cho khoảng 1.5 muỗng cà phê như thế này. Dạ. Và đảo đều để cho phần hạt nêm aji ngon này tan đều ở trong cơm và thật là thấm gia vị vào trong các nguyên liệu nha. Và đặc biệt là sở dĩ cô nhấn mạnh là chúng ta phải nấu cơm hơi khô một chút và để nguội là vì đối với cái món cơm tôm bí đỏ đó, yếu tố mà cơm khô rất là quan trọng là vì giai đoạn này chúng ta sẽ cho bí đỏ vào. Nếu mà chúng ta nấu cơm hơi ướt một chút á thì phần bí đỏ khi mà chín á sẽ dễ làm cho cơm bị nhão và không ngon nữa. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, có hai lưu ý mà quý vị cần nhớ để thực hiện món cơm tôm bí đỏ. Một là khi nấu cơm để chiên cơm thì chúng ta lưu ý là nấu cơm khô hoặc là sử dụng cơm nguội. Và hai là chúng ta sẽ sử dụng hạt nêm aji ngon trộn đều khi chiên cơm như thế này, giúp cho tất cả những hạt cơm được thấm đều gia vị, món ăn của chúng ta sẽ rất đậm đà và thơm ngon. Sau khi đảo đều và bí đỏ cũng đã mềm và Ngọc Hương thấy bây giờ bí đỏ cũng chín rồi nè, cô sẽ cho phần hành lá vào, trộn đều lên là xong. Bây giờ cô chuẩn bị một cái dĩa thật là đẹp, trang trí thêm một ít cà bi nè, một ít ngò rí ở một góc. Sau đó cô sẽ sử dụng một cái khuôn tròn này để cô làm cho món ăn mình thêm phần đặc biệt. Cô sẽ múc cơm vào khuôn và sau đó chúng ta dùng muỗng chúng ta ép lại cho thật chặt. Cuối cùng mình lấy khuôn ra thì mình sẽ có một cái hình dạng cơm đã được tạo hình ở giữa cái dĩa rồi.
Và chúng ta dùng muỗng nè. Dạ. Ép cơm lại. Bây giờ cô sẽ dành cái phần quan trọng và lý thú nhất cho Ngọc Hương. Đó là Ngọc Hương sẽ lấy cái khuôn ra khỏi phần cơm này. Em lấy khuôn ra nha. Từ từ thôi nha. 1, 2, 3. Cuối cùng thì cô sẽ cho một cọng ngò rí nhỏ lên để cho cái màu nó đẹp hơn. Như vậy là cơm tôm bí đỏ đã hoàn tất rồi. Chúng ta sẽ dọn lên bàn ăn kèm với nước tương đi xa và ớt sắc khoanh. Đây, chén của Ngọc Hương. Cảm ơn cô Dị Thảo. Ngọc Hương rất là thích ăn nước tương đi xa nên Ngọc Hương sẽ chan thêm một miếng. Một ít nước tương đi xa. Những hạt cơm thì rời nè, tôm thì ngọt, bí đỏ thì mềm mềm bùi bùi, đậu cô ve thì cũng giòn giòn mềm mềm. Và đặc biệt á, là hạt nêm Ajingon đã thấm vào trong từng hạt cơm cũng như là các nguyên liệu, làm cho món ăn ngon ơi là ngon luôn. Vui món ngon, trọn ngày Tết. Quý vị khán giả thân mến, với món cơm tôm bí đỏ, nguyên liệu thì rất đơn giản, cách chế biến lại nhanh chóng. Ngọc Hương và cô Dị Thảo hy vọng rằng đây sẽ là một món ăn bổ dưỡng để cho tất cả những thành viên trong gia đình cùng thưởng thức nhân dịp xuân về. Và kính chúc quý vị khán giả cùng với gia đình của mình có một mùa xuân thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên nhau. Và đừng quên chia sẻ những cảm nhận về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư mới số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto theo số mới luôn, đó là 083 823 7557. Còn bây giờ Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.